kính thưa quý vị, ngoại trưởng ASEAN họp ở Vientiane, tính từ Vientiane, Lào, ngoại trưởng 10 nước ASEAN đã họp tại thủ đô Vientiane của Lào để trao đổi quan điểm về các vấn đề trong vùng và quốc tế. Đây là cuộc họp cấp bộ trưởng lần đầu tiên sau khi Lào làm quốc gia chủ tịch luân phiên hiệp hội các nước Đông Nam Á gọi tắt là ASEAN. Hai ngày họp tại Vientiane sẽ gặp tập trung vào tình hình căng thẳng ở Biển Đông, các vấn đề mậu dịch, du lịch, cổ võ sự cộng tác hữu hiệu giữa các nước thành viên, giữa ASEAN với bên ngoài. Tổng thống Barack Obama sẽ tham dự cuộc hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Lào vào cuối năm nay. Ngoài trận các nước ASEAN cũng cho biết họ đang rất quan tâm đối với tình hình căng thẳng ở Biển Đông và sẽ thảo luận vấn đề này với Trung Cộng. Vị trí chiến lược của Biển Đông, con đường hàng hải chuyển vận hàng hóa mỗi năm trên 5.000 tỷ mi kim đã rất căng thẳng trong các ngày qua sau khi Trung Cộng đưa phi cơ chiến đấu và đặt hệ thống hỏa tiễn trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, thiết lập hệ thống radar trên các hòn đảo nhân tạo thuộc quần đảo Trường Sa một bản tuyên bố chung của ngoại trưởng Asean nói rằng Asean vô cùng quan tâm đến những sự phát triển đang diễn ra ở Biển Đông. Những hành động tại Biển Đông làm xói mòn tin tưởng, gia tăng căng thẳng, đe dọa cho hòa bình, an ninh và ổn định trong vùng. Ngoại trưởng Ho Nam Hon của Campuchia cho biết Asean sẽ gặp trung cộng về vấn đề Biển Đông, nhưng chưa thể ấn định thời điểm và địa điểm.